Các anh chị là giám đốc điều hành, các anh chị là lãnh đạo doanh nghiệp. Chúng ta thường gặp khó khăn trong quá trình điều hành doanh nghiệp. Các anh chị lúng túng trong việc làm thế nào để chúng ta có một tầm nhìn dài hạn trong vòng 5 năm, làm thế nào để chúng ta có một cái cấu tổ chức, làm thế nào để chúng ta kết nối sản phẩm sale marketing một cách đồng bộ, rồi xây dựng hệ thống quản lý, rồi xây dựng văn hóa doanh nghiệp, làm thế nào chúng ta tuyển dụng, bố trí đúng người đúng việc, vân vân. Đó là những cái trăn trở, những cái suy nghĩ và rất là đau đầu của các anh chị trong thời gian vừa qua. Các anh chị hãy đăng ký tham gia chương trình đào tạo 2 ngày mang tên Business Pro. Business Pro là một chương trình được thiết kế hoàn toàn miễn phí, giúp cho các anh chị có những trải nghiệm liên quan đến câu chuyện thiết kế tầm nhìn, đặc biệt là chương trình hỗ trợ xây dựng tầm nhìn 5 năm một cách rất rõ ràng, có những chỉ tiêu, những con số cụ thể để chúng ta hướng đến tầm nhìn, đạt được tầm nhìn dài hạn cho công ty. Chúng tôi hỗ trợ các anh chị xây dựng cấu trúc công ty một cách bài bản để giúp cho công ty tự động phát triển một cách trường tồn, bền vững. Đặc biệt là trong chương trình, chúng tôi cùng với các anh chị thực hành xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm, sale và marketing một cách đồng bộ để làm thế nào chúng ta có một cái dòng thu, đặc biệt là doanh thu của anh chị phải phát triển bền vững theo thời gian. Cũng trong chương trình này, với Business Pro 2 ngày, chúng tôi hỗ trợ các anh chị chúng ta làm thế nào để xây dựng chương trình tuyển dụng đào tạo một cách hiệu quả. Chúng ta bố trí đúng người và đúng việc. Đúng người là đúng với văn hóa của công ty, và đúng việc là đúng với năng lực của từng vị trí chức danh. Kính thưa các anh chị, với 2 ngày đào tạo thì chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các anh chị các phong biểu mẫu để các anh chị ứng dụng trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý một cách bài bản và chuyên nghiệp, hướng đến công ty tự động hóa vận hành. Từ chính sách quy định quy trình đến xây dựng hệ thống lương, hệ thống KPI, hệ thống định chuẩn chức danh đến hệ thống kiểm soát doanh nghiệp, tất cả mọi thứ được hỗ trợ đồng bộ trong chương trình đào tạo này. Và đặc biệt trong chương trình này, chúng tôi mang đến những trải nghiệm mới cho các anh chị trong quá trình chúng ta xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa là nền tảng của doanh nghiệp. Nếu tầm nhìn được ví như mái nhà thì văn hóa là nền móng. Và chúng tôi sẽ chia sẻ các anh chị các phương pháp 7 bước để xây dựng phát triển văn hóa của doanh nghiệp, và từ đó các anh chị có một tích hợp để chúng ta có một doanh nghiệp phát triển bền vững. Chúng ta hiểu rõ câu chuyện điều hành, làm thế nào để công tác điều hành của doanh nghiệp một cách nhẹ nhàng hơn. Các anh chị điều hành giống như chúng ta uống cà phê sáng mỗi ngày. Với trải nghiệm của chúng tôi hơn 21 năm tư vấn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi có nhiều câu chuyện đúc kết để chia sẻ cho các anh chị. Và hẹn gặp lại các anh chị trong chương trình Business Pro. Hãy đăng ký ngay hôm nay để tham gia chương trình này với 2 ngày hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị cho các anh chị trong chương trình này. Xin hẹn gặp lại các anh chị trong chương trình đào tạo sắp tới.